muốn đất nước mạnh giàu, muốn xã hội phồn vinh, muốn gia đình hạnh phúc, mỗi cặp vợ chồng chỉ một đến hai con. Mà thì đã có ba rồi, mà con nào cũng trả con. Mà là gì? Con nào có nghĩa gì là con đúng không các chị em? Đấy là quá. Đó là trích đoạn trong tiểu phẩm Gặp gỡ quan trời do đội văn nghệ tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, một huyện ven biển của tỉnh Thái Bình thực hiện. Mô hình truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa chỉ là một trong những hình thức tuyên truyền mà ngành dân số Thái Bình thực hiện nhằm phổ biến kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình tới người dân một cách gần gũi, thu hút và hiệu quả nhất theo mục tiêu của đề án 52. Đề án về kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển. Thái Bình là một trong những địa phương triển khai tốt các phong trào thi đua, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Năm 2014 là năm thứ 14, tỉnh Thái Bình giữ mức sinh thay thế với tổng tỷ suất sinh đạt 2,03 con. Các mô hình, đề án như tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hay đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng giống như nhiều địa phương khác trên cả nước, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại Thái Bình gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là tại vùng đồng bào Công giáo. Bởi theo lời dân bên đạo, việc phá thai, đặt dụng cụ tử cung và kế hoạch hóa gia đình là điều cấm kỵ. Họ muốn có nhiều con và sinh đẻ là chuyện tự nhiên. Trong khi đó, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đang là một trở ngại lớn với ngành dân số Thái Bình. Năm 2008, tỷ lệ trẻ em nam trên trẻ em nữ ở nơi đây là 115 trên 100. Để khắc phục tình trạng mất cân bằng này, Thái Bình đã có hướng dẫn liên ngành về việc đưa chính sách dân số, gia đình, trẻ em vào hương ước, quy ước thôn làng, bản, tổ dân phố. Đặc biệt là đối với đồng bào Công giáo, tỉnh Thái Bình đã triển khai thí điểm mô hình đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là một trong những điểm nhấn của việc triển khai đề án 52 ở vùng quê biển này. Tiền Hải là một trong hai huyện được tỉnh Thái Bình chọn lựa thực hiện thí điểm mô hình đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua 5 năm triển khai, đến nay mô hình đã khẳng định được tính hiệu quả và mang lại những kết quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện ven biển Tiền Hải hiện có trên 43.000 người theo đạo Thiên Chúa, chiếm 18,5% dân số toàn huyện và bằng 1/3 số giáo dân của toàn tỉnh Thái Bình. Tiền Hải cũng là huyện có quy mô, dân số lớn, mật độ cao. Năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Tiền Hải là 20,2%, cao nhất trong toàn tỉnh Thái Bình. Xã Nam Hải là một xã ven biển thuần nông của huyện Tiền Hải. Người dân trong xã chủ yếu làm nghề dệt chiếu cói, mây che đan, đánh bắt cá biển và chế biến nước mắm. Tuy là một xã được đánh giá còn nhiều khó khăn, nhưng trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy xã Nam Hải đã đưa việc tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vào nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 37. Chọn là một trong 15 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu thực hiện. Theo đó, nghị quyết đã kêu gọi cán bộ, đảng viên và các vị chức sắc, gia đình tín hữu Công giáo, Lương giáo cùng nhau tích cực hưởng ứng, phấn đấu đạt hiệu quả mục tiêu dân số đã đề ra.
Mà từ năm 2001 đến 2015 đến nay, sau khi tiếp nhận các cái dự án chúng tôi triển khai, thứ nhất là đối với vấn đề là các chi bộ thì là có cái nghị quyết vấn đề giao cho vấn đề một trong cái chỉ tiêu về vấn đề là cái chi bộ đạt vấn đề là trong thành phố mạnh hàng năm. Đối với các cái nhà xứ và các cái nhà chùa thì chúng tôi đã giao cho Ủy ban Mặt trận phối hợp với một số các ban ngành mời các linh mục lên để vấn đề là có cái quan triệt tuyên truyền về cái đề án này, và hàng cái ngày lễ và những cái ngày vấn đề hội họp các vấn đề là rao giảng đối với bà con giáo dân, và đặc biệt là đối với vấn đề là đối cộng tác viên dân số thì thành lập các cái câu lạc bộ đối vấn đề là cái mất cân bằng giới tính khi sinh, và tuyên truyền cho chị em trong cái độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các cái khóa dịch vụ về công tác dân số gây khóa gia đình. Gia đình chị Phạm Thị Thơ là một gia đình công giáo tại xã Nam Hải. Tuy đã có hai con đầu là một trai một gái, nhưng năm 2008 chị Thơ đã mang thai ngoài ý muốn. Trước đó, chị Thơ cũng đã nhiều lần tham gia các lớp tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình và cũng nhận thức được rằng để nuôi dạy con tốt thì mỗi cặp vợ chồng chỉ nên dừng lại ở hai con. Song phép vua thua lệ làng với quan niệm trời sinh voi thì trời sinh cỏ, tránh thai theo cách tự nhiên trong đồng bào công giáo, nên chị Thơ quyết định giữ lại đứa con thứ ba. Với cuộc sống ở làng quê nghèo thuần nông như Nam Hải thì việc nuôi dạy ba đứa con cũng phần nào trở nên vất vả hơn. Tôi thường xuyên đi họp về dân số kế hoạch gia đình thì có thường xuyên là cũng nói về kế hoạch gia đình, con cái, sinh sản. Đấy thì là cũng về khắc dụng vì anh là sinh sản con cái ra thì phải là chăm sóc cho con cái tốt. Bây giờ em cũng trong gia đình thì cũng là muốn là 1 đến 2 con, vì điều kiện gia đình thì là cũng may sa sót ra thì thêm lên được 1 cháu, thì đấy là cũng là cái lỡ của gia đình mà chúng em thì bên là về bên đạo Thiên Chúa là cái mà lỡ ra thì cái bỏ đi là không bỏ được, chúng em lần sau là vất là cố gắng là phải để đúng là mong chỉ có 2 cháu thì sinh thêm được 1 cháu thì nó cũng rất là vất vả của gia đình. Nhất thứ hai đó là vì cũng có vất vả gia đình, con cái thì muốn là sinh ít để cho các cháu ăn học để trưởng thành tốt. Câu chuyện của gia đình chị Thơ đã cho thấy công tác dân số, tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình ở Nam Hải cần có sự thay đổi linh hoạt theo giáo lý của đồng bào công giáo. Biết quan niệm không cho phép giáo dân nào phá thai, các cán bộ dân số đã đến vận động các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai để tránh mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời thường xuyên tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tuyên truyền, vận động ngay từ khi các gia đình đang có ý định sinh con thứ ba. Để triển khai hiệu quả mô hình, đồng bào công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Xã Nam Hải đã thành lập ban điều hành và 2 nhóm sinh hoạt về khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Sau đó, xã cũng đã tiến hành thành lập thêm 4 nhóm, thành phần là những người lương, nhằm thu hút thêm nhiều người tham gia, đồng thời tránh sự phân biệt giữa các tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, theo các cán bộ dân số ở xã Nam Hải cho biết, thì chị em theo đạo rất ngại đề cập đến vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vì vậy, có nhiều buổi tổ chức tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình đã không có nhiều chị em bên đạo tham gia. Bên cạnh đó, để động viên họ thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, vận động chồng hay gia đình chồng của họ ủng hộ là cả một quá trình gian nan. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, sử dụng linh hoạt các hình thức vận động trực tiếp, bền bỉ, tiếp cận đối tượng một cách tế nhị, đúng lúc đúng nơi, đến nay đa số giáo dân tại Nam Hải đã hiểu đúng và tự giác thực hiện các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Gần gũi đây thì chúng tôi sẽ tư vấn, gần gũi nhất thì người ta sinh đẻ, người ta chỉ đẻ 2 con thôi chứ không đẻ nhiều. Còn một số thì là ta không hiểu biết thì người ta nghe đạo là sùng đạo, nhưng người ta đẻ người ta cho là đặt lòng cũng là có tội đấy, đặt vòng cũng là có tội nên là người ta không đặt vào, hoặc dùng các cái biện pháp gì người ta cho là có tội, nên là còn cái chuyện là hút thai thì không bao giờ người ta hút, thì người ta đấy là một số chỉ 2% thôi. Phần đa số bây giờ là họ hiểu biết. Bây giờ mình sinh đồ đẻ có kế hoạch nhé. Mỗi gia đình thì sinh được 2 con thì mình có thể là có điều kiện để cho chăm sóc cho các cháu học hành, trưởng thành. Cái thứ hai đó là
mình cũng sinh nở có kế hoạch thì mình cũng giữ được cái sức khỏe của bản thân mình. Vì cả điều kiện kinh tế thì gia đình thì cũng đỡ, vì là ít con thì là mình điều kiện kinh tế có thể là mình tập trung được, là mình cho con cái mình ăn học đến nơi đến chốn. Qua các buổi truyền thông và các buổi sinh hoạt nhóm, tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà con bên đạo cũng đã dần thay đổi. Thậm chí, nhiều người đã trở thành một tuyên truyền viên, tích cực ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, huyện Tiền Hải đã xây dựng hình thức tuyên truyền sân khấu hóa với việc biểu diễn các tiết mục văn nghệ, vừa nhằm thu hút sự chú ý của bà con, đồng thời cũng là một sinh hoạt văn hóa tinh thần, phục vụ bà con sau những bộn bề với nghề biển. Các buổi biểu diễn văn nghệ, mặc dù chỉ xoay quanh đề tài dân số, một lĩnh vực vừa khô vừa khó, song với sự thể hiện hài hước của các tuyên truyền viên dân số, đã khiến những thông điệp về việc trọng nam khinh nữ dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh được truyền tải mềm mại và sâu sắc tới từng người dân. Từ một xã có tỷ lệ sinh cao trên mức bình quân của huyện, đến nay trong nhiều năm liên tiếp, xã Nam Hải đã đạt và vượt chỉ tiêu các biện pháp tránh thai. Với năm 2014, đạt gần 95%, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại luôn dao động từ 77 đến 79%. 100% phụ nữ mang thai được khám và tiêm vaccine. Trẻ em được tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch. Ngoài ra hàng năm, còn có hàng nghìn chị em phụ nữ được tư vấn, kiểm tra các yếu tố nguy cơ khi sống trong môi trường biển. Đối tượng vị thành niên, thanh niên được khám sức khỏe, tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Nam Hải là một xã là đông người theo đạo Thiên Chúa giáo. Vì đạo Thiên Chúa giáo thì tư tưởng là người ta muốn sinh rất là đông con. Đấy. Và hai nữa là khi mang thai thì người ta không được xóa bỏ. Đấy. Vì thế là cái công tác tuyên truyền nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và đây cũng là một cái rất là khó khăn cho ban dân số xã nhà. Nhưng mà xác định được cái vấn đề đó thì bằng cái công tác là mình gọi là mưa dầm thấm lâu, có những cái tác động từ từ và cũng đã trong vài năm qua đánh giá thì cái kết quả mà thay đổi nhận thức và những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là những người theo đạo Thiên Chúa giáo đã giảm và có những họ đạo tỷ lệ con thứ ba và đạt cái mức rất là thấp. Đấy là một những cái thành công thắng lợi trong cái vấn đề tuyên truyền. Qua các lớp học thì tôi có tiếp thu được các kiến thức về sinh đẻ kế hoạch, nuôi con thế nào cho tốt và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Tôi tự ý thức được về việc sinh con thứ ba, thứ nhất là về ảnh hưởng đến trực tiếp đến đời sống gia đình, kinh tế và ngoài ra là ảnh hưởng cho xã hội. Thắng lợi trong công tác dân số ở xã Nam Hải đã làm thay da đổi thịt của cuộc sống người dân trong xã, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Những thắng lợi đó là kết quả của sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo sâu sát tới từng thôn, đặt chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình cho từng chi bộ. Bên cạnh đó có sự vào cuộc, chung sức của các ngành đã tạo được sức mạnh tổng hợp để Nam Hải đạt được những chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết của Đảng ủy xã. Nếu như trước đây, khi cuộc sống đông con với ngổn ngang lo toan, nhiều con em tại xã Nam Hải phải bỏ học hoặc đi học không đúng độ tuổi, thì cho đến nay, toàn xã đã không còn tình trạng trẻ em phải bỏ học, mà thậm chí những thế hệ tương lai còn được quan tâm, đầu tư và chăm sóc tốt hơn. Tại trường mầm non ở xã Nam Hải, các buổi họp phụ huynh được tổ chức 3 lần trong năm, và trong đó, công tác tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình cũng được lồng ghép thực hiện. Nội dung lồng ghép bao gồm giáo dục về giới tính, kiểm soát dân số trong kế hoạch hóa gia đình cho các bậc phụ huynh, v.v. Có thể nói cùng vào cuộc với ngành dân số đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho toàn xã Nam Hải nói chung và cho ngành giáo dục ở Nam Hải nói riêng, giúp ngành giáo dục chủ động làm tốt hơn công tác trồng người của mình.
Đối với xã Nam Hải chúng tôi thì mấy năm gần đây thì cũng đã thực hiện rất tốt cái công tác dân số kế hoạch gia đình, tức là kiểm soát được cái dân số. Thì làm được cái việc này thì có rất nhiều những cái tác dụng. Cái thứ nhất là đối với các nhà trường là chúng tôi chủ động được cái kế hoạch phát triển giáo dục để cho có đủ được cái cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho các cháu đến trường. Thứ hai là cũng có điều kiện, khi kiểm soát được dân số thì có điều kiện để chăm sóc các cháu được tốt hơn, các bà mẹ cũng được quan tâm hơn, và như thế là cái kinh tế xã hội của xã nó cũng được phát triển theo. Còn đối với nhà trường thì khi kiểm soát được dân số thì các cháu đến trường thì nhìn chung là bố mẹ quan tâm. Khi mà sinh đúng số con mà để mà phát triển kinh tế thì các cháu đến trường được bố mẹ quan tâm, là cho cháu đi học đúng độ tuổi và rất là quan tâm trong mọi cái chăm sóc giáo dục cho trẻ. Bên cạnh triển khai mô hình, đồng bào công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, xã Nam Hải còn gắn chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và nội dung xây dựng sứ họ đạo bốn gương mẫu và hương ước, quy ước thôn làng, tổ dân phố. Đến nay, hầu hết các thôn làng ở Tiền Hải đã xây dựng được hương ước, quy ước, trong đó có quy định cụ thể về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Qua thực hiện các mô hình và cuộc vận động về chính sách dân số nói trên, các gia đình công giáo ở vùng biển Tiền Hải đã nhận thức được chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình và đạt được những kết quả tích cực trong quá trình khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bình quân hiện nay, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Nam Hải là 106 nam trên 100 nữ. Hiện hàng năm, 100% sứ họ đạo đăng ký phấn đấu xây dựng sứ họ đạo 4 gương mẫu. Có kết quả đạt được tại xã Nam Hải đã thực sự khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình đồng bào công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình và ổn định dân số để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Bình. Phát huy những kết quả đạt được, tại Đại hội Đảng bộ xã Nam Hải lần thứ 38, nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng ủy xã đã một lần nữa đưa vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình vào nghị quyết của đại hội, phấn đấu về đích nông thôn mới đạt 19 trên 19 tiêu chí trong nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này đã một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Bởi thực tế đã chứng minh, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba ở Nam Hải đã giúp kinh tế xã hội của địa phương có những bước chuyển mình nhanh chóng, đạt 15 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Các chính sách dân số nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Kiểm soát vấn đề là công tác dân số là cũng là mang lại cái đời sống phát triển kinh tế xã hội xã Nam Hải, đặc biệt là cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 38. Đấy, công tác dân số kế hoạch gia đình, đặc biệt là vấn đề là cái mất cân bằng giới tính khi sinh, thì là chúng tôi đối với vấn đề là hiện nay là kinh tế phát triển trên 12,5% và vấn đề là chúng tôi hiện nay đang phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2016. Trong năm tới thì báo cáo với các ông chí là chúng tôi xác định là công tác dân số kế hoạch gia đình cũng một trong những chương trình kinh tế lớn quan trọng vấn đề phát triển kinh tế xã hội, thì là cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 39 chúng tôi đưa trong một trong vấn đề là cái chương trình quan trọng giao cho các chi bộ, các ban ngành đoàn thể phải thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch gia đình. Tính chung kết quả về triển khai đề án 52 của huyện Tiền Hải, trong năm 2015 tỷ lệ sinh ở Tiền Hải là 1,46%, giảm 0,02% so với năm 2014. Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 16,2%, giảm 1,3% so với năm 2014. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 109 bé gái trên 100 bé trai, giảm so với năm trước. Phía bà con giáo dân cũng đã có những chuyển biến hành vi về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình. Nhiều gia đình sinh hai con gái có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, các con chăm ngoan, học giỏi. Cả hai vợ chồng thống nhất không sinh thêm con để tập trung phát triển kinh tế và nuôi dạy con cho tốt. Cho đến nay, Tiền Hải là huyện dẫn đầu tỉnh Thái Bình về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, đề án 52 đi vào cuộc sống giúp cư dân vùng ven biển Thái Bình được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân. Từ đó tạo được cú hích trong thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số của xã Nam Hải nói riêng và các huyện ven biển của Thái Bình nói chung. Những buổi hội nghị truyền thông trực tiếp sẽ đón nhận được
từ 170 đến 200 các đại biểu tham dự nghe hội nghị truyền thông. Ngoài ra thì ban dân số thường xuyên tổ chức duy trì các hoạt động như là câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba. Đấy, nên là cũng rất là nhiều chị em phụ nữ tham gia vào câu lạc bộ. Ngoài ra thì thường xuyên duy trì cái mô hình tư vấn nhóm nhỏ, đấy, rồi cộng tác viên đến nhà. Nên trong năm qua thì ban dân số cái công tác tuyên truyền là đạt kết quả rất là cao, cụ thể bằng những thay đổi những hành vi. Vì qua đánh giá cái năm vừa qua thì ban dân số đã làm thay đổi cái tư tưởng sinh thêm con được của 5 cặp vợ chồng ý định muốn sinh con thứ ba. Khi nắm bắt được thông tin đó thì ban dân số đã cùng với cộng tác viên đến nhà đối tượng và làm công tác tư tưởng tuyên truyền thì cặp vợ chồng đã thay đổi ý định. Kết quả ghi nhận tại huyện Tiền Hải chỉ là một phần kết quả mà tỉnh Thái Bình đã đạt được trong công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong những năm qua. Từ một tỉnh có quy mô dân số cao, đến nay Thái Bình là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về thành tích giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và giữ vững mức sinh thay thế. Tỷ suất sinh giai đoạn 2003-2012 giảm đều từ 15,12% xuống còn 14,5%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm từ 9,55% xuống còn 8,5%. Để có được kết quả này là nhờ đề án 52, đề án về kiểm soát quy mô dân số, vùng biển đảo và ven biển của chính phủ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng chương trình hành động về dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Đến thời điểm hiện tại, ngành dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Bình đã hoàn toàn kiểm soát được 100% dân số của tỉnh, kể cả những vùng mà dân số thường xuyên đi biển, không liên tục lên bờ. Qua cái triển khai cái đề án 52 thì chúng tôi có được thuận lợi trong cái việc thứ nhất là qua cái đề án 52 thì chúng tôi quản lý được về mặt số lượng dân số. Thứ hai là từ số lượng dân số thì chúng tôi càng ngày càng sẽ quản lý được chất lượng dân số. Đó là thứ nhất là chúng tôi quản lý về mặt nâng cao chất lượng dân số bằng cách là thành lập lên rất nhiều những câu lạc bộ tiền hôn nhân và sau đó thì khám sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và thành lập lên nhiều cái câu lạc bộ của các cái chăm sóc người cao tuổi. Và đến bây giờ mà phải nói là chất lượng dân số của Thái Bình càng ngày càng nâng lên. Chúng tôi kiểm soát tốt về mặt dân số cho nên chúng tôi tham mưu được cho các cấp đảng, chính quyền dự báo được dân số để từ đó thì biết là cái chất lượng dân số để mà sử dụng cái dân số này và có các cái dự báo tiếp theo. Và cái thứ hai nữa là kiểm soát tốt được dân số như vậy thì mang lại hiệu quả rất lớn cho cái về góp phần vào cái tăng trưởng về kinh tế xã hội. Trong 5 năm thực hiện đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển, cách làm của Thái Bình được đánh giá là khá chu đáo, bài bản và sâu sát thông qua việc huy động mọi nguồn lực và tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Thực tế tại Thái Bình đã cho thấy, việc làm tốt công tác dân số không chỉ có giúp người dân nâng cao về nhận thức mà còn trực tiếp thụ hưởng dịch vụ của các mô hình nâng cao chất lượng dân số và kế hoạch hóa gia đình. Với tâm niệm kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, thời gian qua đồng bào Công giáo tại Thái Bình đã cùng với toàn thể nhân dân trong tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, đồng thời cho thấy vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong việc chung tay xây dựng quê hương và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trước hết là cái thành công rất lớn của đề án 52, đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Sự đầu tư, cái nguồn kinh phí cho đề án 52 để triển khai các cái mô hình, các dự án, các đề án ở các vùng biển đảo, ven biển và hải đảo, nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc là tác động trực tiếp đến người dân và nguồn lực tại chỗ. Cái phong trào là không sinh con thứ ba và cái phong trào là ổn định cái quy mô dân số ở những cái vùng tôn giáo
Những cái hoạt động đấy nó có ý nghĩa rất quan trọng, tức là sự vào cuộc của các địa phương, các cấp chính quyền và của các cái hệ thống chính trị của địa phương, các tôn giáo vào cuộc, nó giúp cho cái đề án 52 có thể triển khai một cách thiết thực nhất ở các cái tỉnh của đồng bào ven biển và hải đảo. Thực tế triển khai đề án 52 đã cho thấy các địa phương thuộc diện bao phủ của đề án dù đều là các địa phương ven biển nhưng lại có những đặc điểm văn hóa, điều kiện kinh tế xã hội khác biệt. Vì vậy đề án 52 khi triển khai tại mỗi địa phương đã được sáng tạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, mô hình phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương. Trong đó tỉnh Thái Bình là một ví dụ điển hình. Thái Bình hiện cũng được đánh giá là một trong những địa phương triển khai tốt các phong trào thi đua thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của cả nước. Và trong đó có thể thấy rõ sự đồng lòng trong mọi tầng lớp nhân dân, chung tay của cả cộng đồng là yếu tố không thể thiếu.